Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog. Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món nấm đùi gà phá lấu chay. Món này mình làm để ăn với cơm hoặc là ăn với dưa leo và bánh mì, kèm với lại muối ớt và muối tiêu chanh rất là ngon luôn. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức làm món nấm đùi gà phá lấu chay. Ở đây Diệu Huệ có 1 kg nấm đùi gà đã ngâm nước muối, rửa sạch sẽ. Trước tiên mình dùng cái cây búa đập thức ăn, mình đập cây nấm cho dập sơ ra như thế này là được. Để cho cái nấm đùi gà có sớ. Mình tách đôi ra. Lớn quá thì mình tách 3 ra. Đó, mình đập sơ ra sẽ có cái sớ nhìn rất là ngon. Sau khi mình tách cái nấm xong á, mình kiểm tra xem nấm có nước không, mình dắt cái nước cho thật là ráo. Mình bắt chảo lên cho nóng, cho vô một chút xíu dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho vô một chút hành ba rô. Mình phi cho hành ba rô dậy mùi thơm. Hành ba rô dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm đùi gà vô. Mình áp chảo. Mình áp chảo cái nấm đùi gà trong lửa lớn để nấm không có bị ra nước. Áp chảo trong lửa lớn và mình đảo đều tay như thế này nè, đảo tròn như thế này nè, thì nấm nó sẽ không bị ra nước. Nếu như mà cái chảo của bạn nào áp chảo bị ra nước nấm thì mình chắc ra để mình áp cho nhanh ha. Mình áp ráo như thế này để cho cái nấm hết cái vị hăng hắc á. Rồi nấm săn lại rồi mình tắt bếp. Mình gấp ra dĩa. Rồi Diệu Huệ gấp hết nấm ra dĩa rồi mình cho vô chừng 1 muỗng cà phê dầu ăn. Các bạn nêm dầu theo khẩu vị gia đình. Rồi mình cho vô một chút hành ba rô. Mình xào cho ba rô dậy mùi thơm rồi mình tắt bếp. Mình cho vô 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Các bạn lưu ý là tắt bếp trong giai đoạn này. 1 muỗng cà phê sốt ớt đồ nướng chay mặn đều dùng được. 1 muỗng cà phê ớt sa tế. Nếu như các bạn không ăn cay được thì mình thay thế bằng 1 ít dầu màu điều. Còn mình ăn được cay thì mình cho 1 ít ớt sa tế cho ngon. 1 muỗng cà phê nước mắm chay. 1 muỗng cà phê nước tương. Nước tương và nước mắm chay Diệu Huệ đều tự nấu tại nhà. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần giới thiệu video để xem. Bạn nào có dầu hào thì cho vô 1 muỗng cà phê, còn không có dầu hào chay thì khỏi cho cũng được. 1 muỗng cà phê bột nêm chay. 1/2 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê đường.
Rồi mình bật bếp lên, mình xào cho cái gia vị dậy mùi thơm. Lúc này thì mình bật lửa lớn lên một chút. Gia vị dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm đùi gà vô trở lại. Mình xào cái nấm đùi gà trong lửa trung bình 3 phút cho thấm gia vị. Rồi mình xào nấm đùi gà 3 phút đã thấm gia vị và dậy mùi thơm. Mình chặt cái trái dừa tươi. Rồi mình cho cái nước dừa tươi xăm xắp cái mặt nấm như thế này. Mình nấu. Rồi mình nấu cho cái nước dừa tươi rút lại. Rồi mình nấu cái phá lấu cho nước rút lại như thế này. Các bạn mà chấm bánh mì á thì mình cho vô một chút xíu bột năng cho sền sệt lại chấm bánh mì sẽ ngon hơn. Còn mình ăn với cơm á thì mình không cần phải cho bột năng cũng được. Diệu Huệ làm cái món nấm đùi gà phá lấu này để chấm với lại bánh mì nên Diệu Huệ sẽ cho vô một muỗng canh bột năng. Mình khuấy cho tan cái bột. Mình cho vô từ từ. Mình cho một miếng bột năng vô sần sệt lại như thế này nè. Chấm bánh mì rất là ngon. Khi mà mình dọn ăn á thì mình sẽ cắt ra như thế này. Diệu Huệ chia sẻ nguyên cây như thế này để cho một số các bạn làm món nấm đùi gà phá lấu chay này để kinh doanh á, thì mình làm nguyên cây như thế này cho nó tiện. Còn mình làm ăn gia đình á, khi mình ăn á, thì mình cắt ra như thế này ha. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món nấm đùi gà phá lấu chay này ngon á, thì tặng cho Diệu Huệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay. Rồi Diệu Huệ múc ra dĩa, một dĩa phá lấu chay. Rồi Diệu Huệ múc ra một dĩa phá lấu xong rồi nè, mình trang trí vài lát ớt. Ớt này là ớt không cay, mình chỉ trang trí cho đẹp thôi ha các bạn. Thêm vô cọng ngò rí cho đẹp, nhìn món ăn hấp dẫn hơn. Rồi món phá lấu chay này mình ăn kèm với lại dưa leo, bánh mì hoặc ăn với cơm cũng rất là ngon. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món nấm đùi gà phá lấu chay đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món nấm đùi gà phá lấu chay này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn.
Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo, Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.